Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân đã trở thành Tân Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành giải Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013, Á khôi Miss Ngôi sao 2014, Miss Áo dài Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 và nhiều giải thưởng khác. Đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân là đại diện sáng giá của Việt Nam, tiếp bước Hồ Henie, chinh phục đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Universe 2020. Thưa quý vị và các bạn, là người đẹp tiếp theo kế nhiệm Hồ Henie và Hoàng Thùy tham gia chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế thế giới Miss Universe, cô gái Nguyễn Trần Khánh Vân của chúng ta ngày hôm nay đã có mặt để cùng trò chuyện với tạp chí Đời Sống Pháp Luật, chia sẻ về những dự định tiếp theo của mình cũng như là một năm vừa qua sau khi vừa đăng quang. Chào Khánh Vân. Dạ, em chào chị. Em xin chào quý vị khán giả của chương trình. Em là Khánh Vân, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Trên truyền thông thì mọi người cũng đã biết về Khánh Vân ở một số đặc điểm rồi. Không biết là còn điều gì mà mọi người chưa biết mà hôm nay Khánh Vân có thể chia sẻ cho độc giả của tạp chí Đời Sống Pháp Luật được không? Dạ được. Thật ra thì mọi người thường hay nhìn em thì nói em rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thật chất em thấy là bên sâu trong người em thì em là một người rất là cá tính. Em thì không có nhẹ nhàng như ở ngoài mọi người hay thấy. Và em thường hay thích những cái bộ môn hay là chơi những cái bộ môn thể thao rất là hơi mạnh mẽ một chút. Vì em thấy là nó vừa có sức khỏe nè, và vừa có những cái bộ môn ví dụ giống như là boxing, muay thái để có thể vừa bảo vệ, phòng vệ nữa. Nghe cảm giác là một cô gái là rất là hiện đại đấy. Có thể chia sẻ cho mọi người một chút về những chuyện điên rồ mà dễ thương gì đấy của mình chẳng hạn, có không? em nghĩ là từ bữa tới giờ thì em cũng không có chuyện điên rồ nhiều quá. Nhưng mà chỉ có một cái chuyện là em quay một cái clip đi đổ rác, mặc đồ đẹp thiệt đẹp đi đổ rác, nhưng mà tới cái khúc mà đang quay á, thì không kiếm được cái thùng rác cho nên là vô tình một cái clip đó nó lại có cái viral rất là lớn và mọi người thường hay chọc em. Nhưng mà em thấy là đâu đó với cái sự gọi là tự nhiên của mình thì em nghĩ nó rất là dễ thương. Cái clip đấy thì Thùy Dương cũng xem rồi, rất là dễ thương. Và có vẻ là trong cái thời gian cách ly của mình vừa ở nhà nhưng mà mình cũng đã tạo ra những cái thói quen vị đấy nhờ. Có thể chia sẻ hơn thêm một chút về cái khoảng thời gian cách ly vừa rồi được không? Dạ, khoảng thời gian cách ly xã hội thì em thấy đó là một trong những khoảng thời gian mà khó khăn không chỉ với riêng em mà riêng với chung với cả nước của mình. Và cái khó khăn này nó trên toàn thế giới. Nhưng mà khi mà khoảng thời gian đầu thì em cũng có hơi buồn nè, hụt hẫng có nè, lo lắng nè. Nhưng mà sau này khi mà mình ở nhà, mình có thời gian ở nhà và mình bình tĩnh lại á, thì mình mới thấy là cái cách mà mình yêu đất nước mình yêu gia đình mình yêu bản thân mình là mình phải ở nhà và mình phải làm sao để bảo vệ những người xung quanh mình. Và khi mà có cái khoảng thời gian lại thì em bình tĩnh thì em mới nghĩ là cái khoảng thời gian này nó vô cùng ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì em có thời gian để mà dành cho gia đình, cho ba mẹ, cho những người thân của em. Và ăn cơm cùng ba mẹ nè, ở nhà cùng với ba mẹ nè, thì đó là cái điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Thời gian cách ly vừa rồi thì cũng không chỉ ảnh hưởng đến một số cá nhân mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tuy nhiên là Dương cảm thấy là người nổi tiếng thì mọi người luôn đã mang đến những cái năng lượng tích cực nhất đến cho tất cả mọi người. Yeah. Có một cái câu chuyện vui vui mà từng nghe được trong một bài phỏng vấn của Vân. Đấy là sau khi đăng quang thì mình có nợ đâu đấy hả? Tiền xe à? 300 triệu hay sao đúng không? Dạ đúng rồi. Có thể chia sẻ thêm cho mọi người về cái câu chuyện này được không? Do là em lúc mà trước khi mà em đậu thì em cũng có mua xe. Nhưng mà tại vì giống như thường mọi người nói với em á, là nếu như mà mình để dành tiền á, mà mình mua liền một chiếc xe mà bằng đủ cái số tiền đó thì mình không thể nào mình mua được. Với khả năng của em thì em không thể mua được. Cho nên chỉ có một phương thức mà em nghĩ là mua được, đó là trả góp. Và vì cái góp đó nó sẽ giúp cho mình lúc nào cũng phải cố gắng để mình làm việc thật là nhiều. Thì sau khi mà đăng quang xong thì giờ em vẫn nợ. em vẫn đang trả thôi. Vì thật ra cái tiền giải thưởng của em thì em sẽ không nhận hết và em sẽ không sử dụng cho mục đích riêng của mình. Mà em còn phải làm những cái công tác xã hội và dành cho rất là nhiều cái công việc khác. Cho nên là em nghĩ là thời gian vừa rồi thì cũng cách ly xã hội nên là công việc chưa có nhiều. Hy vọng là sau cách ly thì mình sẽ có công việc và mình sẽ bù đắp vào cái tiền đó. Cứ yên tâm là chắc chắn là được khoản nợ đấy, chắc chắn là sẽ hết đúng không? Dạ.
Khánh Vân thì cũng đã đăng quang được một thời gian rồi, khoảng tháng 12 của năm 2019 đúng không? Yeah. Thì không biết là khi mà đăng quang thì Vân đã phải làm gì để thể hiện mình trước công chúng? Khi mà em đăng quang xong á, thì em phải mất một thời gian đến một từ 3 tuần đến 1 tháng để mà em bình tĩnh lại. Tại vì lúc đó em cũng giống như nhiều khi em như người trên mây ấy, em không biết là em đã trở thành hoa hậu. Và lúc nào em cũng hỏi mọi người là em thành hoa hậu rồi hả? Thì mọi người nói trời ơi thành hoa hậu rồi, mệt quá. Nhưng mà em áp lực nhiều. Khi mà càng về sau thì em mới hiểu được là khi mà mình có được chiếc vương miện, nó không chỉ là một chiếc vương miện ở ngoài mà mình đang sở hữu, mà cái trọng trách của mình, cái nhiệm vụ của mình và kể cả cái sứ mệnh của mình nó rất là nặng nề. Em cũng từng áp lực bởi những lời bình luận nè, hay là những cái cách nhìn của khán giả nhìn vào mình, đôi khi họ vẫn chưa hiểu mình. Nhưng mà sau này thì em cũng từ từ em nhận ra được, em nghĩ là ôi nhiều khi mình còn chưa hiểu mình mà làm sao mình có thể bắt khán giả hiểu mình được. Nhưng mà khi mà tới thời gian gần đây thì em cứ cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Mình cứ cố gắng làm sao để có thể đem đến một Khánh Vân với một cái phiên bản gọi là hoàn hảo nhất có thể. Và mình cứ luôn lan tỏa những giá trị thật là tốt đẹp đến với mọi người. Và đâu đó thì em nghĩ là một hoa hậu thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái sứ mệnh để mà mình có thể giúp được những gì mình giúp được, gì cho đất nước của mình, cho những trẻ em hay là cho những người khó khăn. Thì đó là cái điều mà em mong mỏi. Và em cũng luôn luôn nghĩ điều tích cực để có thể vượt qua được những cái áp lực và những cái nỗi buồn đó. Bản thân Thùy Dương khi mà xem top 5 câu trả lời của Khánh Vân thì thật sự là rất xúc động trước câu trả lời của bạn. Đấy là tôi chỉ có một trái tim ấm nóng thôi. Và điều đấy thì để tôi có thể lan tỏa đến với tất cả mọi người. Em cảm ơn chị. Tại vì thực ra khi mà em quyết định em nói với những điều mà em nghĩ nó rất là khó khăn. Em nhớ là trên cái khoảnh khắc mà em bước ra và em đến gần anh Trấn Thành hơn á, thì nó chỉ có vài bước chân thôi. Lúc đó em suy nghĩ dữ lắm. Em nói là bây giờ một là mình sẽ nói rất là nhiều điều vĩ đại. Hai là mình chỉ nói những cái điều mà bản thân bây giờ, ngay giây phút này mình đang có. Thì lúc đó em chỉ cảm thấy là em rất rất là yêu ekip, yêu những cái anh chị trong ekip của Hoa hậu Hoàng Vũ nè, yêu các bạn thí sinh. Tại vì gắn bó với nhau cũng 3-4 tháng trời. Nên là lúc đó cái tình yêu em nó nhiều hơn. Và lúc đó thì em không còn quan trọng và em nghĩ đến cái vương miện nhiều nữa. Lúc đó thì chỉ có tình cảm thôi. Nhưng mà em nghĩ là cuối cùng á, trong cuộc sống của mình, cái mà để lại nó không phải là tiền, không phải là bạc, mà nó là tình cảm. Thì em cũng chỉ muốn gửi gắm cái gì đó nó tình cảm nhất, nó gần gũi nhất đến với mọi người thôi. Đó là cái điều mà em mong muốn. Có thể nói thêm một chút về những cái hình mẫu hoa hậu hiện nay chẳng hạn nhé. Công chúng thì không thích một hoa hậu gọi là phá cách hay là phá chuẩn đi chuẩn chuẩn ngược. Tuy nhiên một hoa hậu mà quá an toàn thì lại hay bị chê là nhạt nhẽo. Thì có vẻ như là làm hoa hậu cũng không sướng nhỉ? Dạ đúng, là hoa hậu thì đúng là không sướng. Nhưng mà Hoa hậu Hoàng Vũ là một trong những cuộc thi rất là đề cao người phụ nữ, người con gái rất là gọi là bản lĩnh, tự tin và sống đúng với bản thân mình. Hoa hậu Hoàng Vũ thì thường đa phần các Hoa hậu Hoàng Vũ đều rất là cá tính, và mỗi hoa hậu đều có những cá tính và tâm tư tình cảm khác nhau. Nhưng mà đâu đó thì các chị mỗi người là mỗi tính cách nhưng mà đều rất là đặc biệt. Và thực ra thì em thấy là mình vẫn làm sao để nó không bị nằm vượt quá khỏi cái cụm từ gọi là một cái chữ gọi là hoa hậu thôi. Mình phải giữ đúng thuần phong mỹ tục, mình không được làm cái gì quá nó vượt qua giới hạn đạo đức. Thì cho nên là em thấy thì mình vẫn cứ làm sao để luôn mang đến một cái hình ảnh đẹp. Nhưng là em á, thì thường thì em rất là thích thay đổi và luôn mong muốn đem đến những cái hình ảnh mới mẻ đến với khán giả. Cho nên em cũng hay biến hóa lắm, em cũng hay biến hóa hình ảnh này hình ảnh kia. Thì đúng là cái gì cũng vậy, mình làm cái gì thì đôi khi nó cũng sẽ có một chút rủi ro trong đó. Nhưng mà quan trọng là phải có những cái thất bại, phải có những cái rủi ro đó thì nó mới có thành công. Cho nên là em vẫn chọn cách là ok, mình cứ đem đến hình ảnh mà mình có. Rồi nếu như mà mình chưa được cái gì, chưa đẹp ra sao hay còn cái gì thay đổi, thì lúc đó khán giả và mọi người sẽ cho mình những cái lời khuyên. Có thể hoàn thành để mà có thể hoàn thiện mình một cách tốt nhất đúng không? Thì không biết là khi mà đến với cuộc thi lần này thì Vân đã chuẩn bị những cái gì? Từ bữa tới giờ thì em cũng bắt đầu vào cái chương trình tập luyện cũng như là huấn luyện của Miss Universe Việt Nam. Em sẽ có một chuỗi những cái tập gọi là Road to Miss Universe, có nghĩa là hành trình đến với Hoa hậu Hoàng Vũ Thế Giới. Thì bữa giờ thì em cũng bắt đầu học catwalk nè, học thêm makeup nè, làm tóc, rồi gọi là tiếng Anh, trau dồi thêm tiếng Anh.
rồi ứng xử mọi thứ, và có học giải phóng hình thể nữa. Nhìn vậy chứ người em hơi bị cứng nên là em phải học làm sao để giải phóng hình thể Thế thì ban đầu là Vân là người mẫu và diễn viên đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải học cái này. Dạ đúng rồi, cái đó là nó thuộc vào gọi là mình biết nhảy nữa. Mình cái đó mình phải biết nhảy. Tại vì dù gì thì Hoa hậu Hoàn Vũ cũng sẽ có màn đồng diễn đầu tiên. Cho nên nếu như mà mình học mình biết một chút về nhảy thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho mình hơn. Thì em cũng đang dần trong cái gọi là những cái công việc gọi là chuẩn bị cho cuộc thi, cũng khá là nhiều việc. Mà tôi nghĩ là Vân sẽ hoàn thành tốt thôi, vì trong cuộc thi Việt Nam gần như là những cái thử thách là đội mình là chiến thắng hoàn gần như là hết mà đúng không? Không biết là có điểm mạnh với là điểm yếu của mình thì là gì? Em thấy là nếu mà nói về điểm mạnh á, thì em nghĩ là mỗi thứ em có một chút, nhưng mà điểm yếu á, đôi khi em tự suy nghĩ và em nhìn lại bản thân mình thì em lại thấy Vân lại thấy là cái điểm yếu của mình đó chính là đôi khi mình chưa có sự tự tự tin, và mình cảm thấy là cái thiếu tự tin là một cái rào cản rất là lớn trong Sự một cô gái năng động như thế này nhưng mà lại thiếu tự tin á, nếu thiếu như tin mà đầu. nếu như mà đôi khi mình nghe được những cái lời bình luận, hay là đôi khi mình bị áp lực và mình bị phân tâm bởi những cái lời gọi là ý kiến, hay là gọi là những cái bình luận của khán giả, thì đôi khi là mình sẽ bị thiếu tự tin. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại và mình nhìn lại thì mình thấy là mình phải hiểu là mình đã đang và thiếu sót cái gì, và mình cần khắc phục và mình cần thay đổi điều gì, thì từ đó mình cảm thấy là tự tin hơn. Và cái tự tin thì Vân nghĩ là không chỉ quan trọng đối với riêng Vân mà quan trọng với tất cả các bạn trẻ bây giờ, để mình có thể tự tin cho cuộc sống, là mình tự tin giao tiếp, là mình tự tin trong công việc, là mình tự tin mọi thứ. Thì khi mà mình có sự tự tin thì Vân tin chắc là một điều tất cả mọi người sẽ thành công. Để mà nói thì về cuộc thi Miss Universe thì Huenie năm đợt vừa rồi thì đã làm rất tốt, để đã lọt vào top 5 của thế giới. Thì không biết là nhiều người thì nhận định là đây sẽ là một cái bóng rất lớn cho Vân, thì không biết là Vân nghĩ như thế nào về những cái nhận định này? Chị Hờ Hanie là một người chị, một người bạn, một người chị, một người mà Vân nghĩ là Vân rất là yêu mến. Và tới tận bây giờ thì chị Hen đã chia sẻ với Vân rất là nhiều sau khi mà Vân đăng quang và trở thành hoa hậu. Và bất kể một cái câu chuyện gì, Vân cũng thường hay chia sẻ với chị Hen. Vân á, thì Vân nghĩ là Vân chỉ áp lực bởi vì mình đang đeo sát của Việt Nam. Mình có trọng trách là một đại diện của cả Việt Nam. Thì đó là cái điều mà Vân lo lắng. Còn về cái bóng mà mọi người nói thì Vân nghĩ là không thể nào có chuyện đó được. Tại vì chị Hen khi mà nghe điều này chị Hen cũng sẽ không vui. Chị Hen cũng không bao giờ muốn như vậy. Tại vì chị Hen lúc nào cũng muốn chia sẻ với Vân cả. Và mỗi hoa hậu đều có những cái hình ảnh khác nhau, đều có những hướng đi khác nhau. Cho nên là Vân hy vọng rằng tất cả những cái hướng đi cũng như là cái công việc của Vân sau này, thì Vân rất là mong được tất cả quý vị khán giả ủng hộ. Hen thì đã mang đến một cái câu chuyện đầy cảm hứng đến với cả Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Thì không biết là đối với cả Vân thì Vân đã chuẩn bị cho mình một câu chuyện hay là một cái như thế nào? Năm nay thì Vân đem đến Hoa hậu Hoàn vũ thế giới là chắc chắn vẫn là về nữ quyền, và Vân muốn bảo vệ những bé gái, những đứa bé đang bị đã và đang bị xâm hại, khai thác tình dục. Đây là một dự án mà Vân thấy nó vô cùng khó, nó rất là khó đối với Vân cũng như là khó dành cho ekip của Vân và những người mà đang làm cái dự án này. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà càng khó thì mình lại càng muốn làm, tại vì nếu như mà mình thấy khó quá mình không làm thì cũng sẽ không có ai làm hết. Nhưng mà mình cũng từng là một trong những nạn nhân bất thành thôi. Có chỉ là một cái câu chuyện nó rất là đơn giản, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó để lại cho mình một bài học rất là lớn và rất là sâu sắc. Và Vân thì rất là may mắn khi mà mình sinh ra mình luôn được sự yêu mến, luôn được sự che chở từ ba mẹ, từ gia đình. Nhưng mà khi mà mình trải qua cái câu chuyện đó thì mình cảm thấy rất là buồn, mình cảm thấy rất là hoảng sợ. Và chính vì vậy cho nên là Vân mới quyết định là học boxing và Muay Thái để bảo vệ mình. Thì mình nghĩ là và với các bé thì các bé có những bé rất là bất hạnh, mồ côi cha mẹ, nó không có nơi nương tựa, không có gia đình mà còn bị như vậy nữa, thì liệu cái nỗi đau của các em sẽ như thế nào, liệu tất cả những cái điều mà đối với các em mà các em có thể vượt qua nó như thế nào. Vân vẫn luôn tự hỏi câu hỏi đó để mà làm sao để mà mình luôn muốn chia sẻ một phần nào đó. Tại vì nếu mà mình nói là mình giúp các em vượt qua luôn mà để làm mất đi cái đó quá khứ thì không thể nào được. Và mình chỉ nói với các em đó là một tai nạn, và trong cuộc sống này đôi khi mình sẽ gặp một số những cái tai nạn nhỏ và những hay là những cái tai nạn lớn, nhưng mà những cái tai nạn đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và các em phải biết học bài học gì từ cái tai nạn đó, và mình phải bước tiếp để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái điều mà Vân mong muốn.
Và đây là Vương nghĩ là một cái dự án mà không chỉ là chỉ có 2 năm đương nhiệm của mình, mà sau này dù có sau 2 năm đương nhiệm của mình thì mình vẫn là tiếp tục đồng hành cùng với dự án này, bởi vì đó là sứ mệnh của Vương. Cảm giác như là vì bản thân mình đã từng trải qua, mình hiểu rõ được là nó đã kinh khủng như thế nào, thế nên là mình sẽ phải là người những người mà bảo vệ tiếp theo cho những các em bé để các em có thể có một cái tương lai tốt đẹp nhất, đúng không? Nhiều người khá bất ngờ khi với thông tin là Vân tham dự một bộ phim cung đấu, thì bước vào showbiz ngay từ khi mà bắt đầu nhiệm kỳ thì đã là ái ngại rồi. Không biết là Vân có sợ búa rìu dư luận khi mà tham dự bộ phim này không? Nếu mà nói mình nhận phim á, thì mình cũng khá là lo lắng. Mình lo lắng ở đây là vì mình không biết là mình có thể nào thể hiện được hết những cái cảm xúc cũng như là tâm trạng và cả những cái cảnh rất là khó của nhân vật đó hay không. Mình vẫn rất là lo lắng, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn sẽ cố gắng hết sức nếu như mình có cái cơ hội được thử sức của những cái vai diễn đó, bởi vì chính những vai diễn đó nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn và biết là mình sẽ làm được gì trong nghề. Thế còn công chúng thì sao? Có sợ mọi người? Chắc chắn là Vân nghĩ là ví dụ giống như ở ngoài trong xã hội của mình đi, thì nhiều khi 5 người thương mình thì nó tới gần 10 người ghét mình, nó không thích mình, cho nên là mình phải làm sao để mà đem thật là nhiều hình ảnh đến với khán giả, gần gũi với khán giả hơn, để mà họ có thể hiểu mình và mình sẽ chuyển hóa từ những cái năng lượng tiêu cực thành tích cực. Không thể nào mà bắt họ phải thích mình ngay lập tức, đúng không? Đúng, mình rồi sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Nhiệm kỳ Hoa hậu thì chỉ kéo dài 2 năm và nhiều người thì có tâm lý là sẽ tận dụng quãng thời gian này để kiếm tiền. Thì không biết là trong khoảng thời gian nhiệm kỳ của Vân thì nó sẽ diễn ra. Bây giờ thì Vân không có nói trước được là sắp tới cái hành trình của Vân nó sẽ như thế nào. Nhưng mà Vân thì cũng, mọi người hay chọc Vân, mọi người nói Vân là sao mà Vân đăng quang đúng như mùa dịch. Rồi sự là mình đã mất khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng rồi. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là làm hoa hậu thì cái vấn đề về công việc thì mình vẫn phải làm để mà mình có thể làm được mọi thứ nếu như mà mình có được công việc. Còn về những cái vấn đề về thiện nguyện nè, về xã hội nè, về những cái công tác về xã hội á, thì mình phải bảo đảm một điều là mình lúc nào mình cũng phải làm. Và Vân á, thì Vân tâm niệm một điều là trong 2 năm đương nhiệm của mình, nếu như mà mình có giúp được một ai đó hay một người nào đó khó khăn, hay là một em nhỏ nào đó, dù nó chỉ là một hạt cát thôi, một cái điều rất là nhỏ nhoi thôi, nhưng mà Vân cũng sẽ cố gắng hết sức để cho 2 năm đương nhiệm của mình sẽ không hối tiếc. Chỉ cần giúp một người thôi và điều đấy lan tỏa được điều đấy đến với tất cả mọi người thì đấy là một cái sự rất là lớn lao rồi. Hoa hậu thì gắn với cả hào quang và danh vọng, những lời mời chào và trang trọng, nhưng mà xong thì không có bức màn nào không khép lại cả. Thì Vân đã bao giờ phải đối diện với nỗi sợ hay là nỗi cô đơn khi mà danh hiệu này chưa? Mình thì nói cô đơn á, thì Vân không cô đơn. Đôi khi thì mình nghĩ nếu như mà sau này đến một ngày nào đó nếu mà ví dụ như mình không làm nghề nữa, thì cái người mà mình nhớ nhất và mình buồn nhất đó chính là ekip của mình, nếu như mình không được gần ekip mình nữa thôi. Còn nếu mà cô đơn thì Vân sẽ không cô đơn, bởi vì Vân lúc nào cũng có ba mẹ hết, và ba mẹ Vân thì rất là thấu hiểu, rất là chia sẻ. Và ba Vân thì cũng là một trong những cái fan của các diễn đàn sắc đẹp của cả nước mình luôn, cho nên là ba Vân hay cho Vân rất là nhiều cái kinh nghiệm, cũng như là ai mà nói gì là ba Vân cũng biết hết, cho nên là Vân luôn luôn được sự chia sẻ từ ba mẹ. Và mình thấy là chính vì cái điều đó nó giúp mình không có cảm thấy được khi mà mình bị cô đơn. Và Vân thì giống như là Vân nghĩ là dù có khó khăn thế nào á, dù có buồn ra sao đi chăng nữa, thì mình lúc mà mình nhìn lại thì mình thấy là lúc nào mình vẫn còn ba mẹ, vẫn còn gia đình của mình, và đó cũng nhờ những điều đó mà giúp Vân thành công như ngày hôm nay. Với ai, bất kỳ ai đi chăng nữa thì gia đình vẫn là cái nôi để mà mỗi người có thể là được sống là chính mình, thật là hạnh phúc, đúng không ạ? Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Không biết là Khánh Vân có thể gửi tới cho các độc giả của tạp chí Đời Sống Pháp Luật một món quà gì không? Dạ, người ta nói là hát hay không bằng ai hát, nhưng mà em thì em nghĩ là hát cũng là một cách là truyền cảm hứng. Nhưng mà ngày hôm nay thì em vẫn chưa có sự chuẩn bị, nhưng mà em vẫn sẽ hát một đoạn nhỏ. Có giấc mơ nào em đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em. Vẫn biết yêu là mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời,
những khúc ca còn em ai cùng giấc mơ nồng say. Người về đây với em một tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về làm đời vui nhé em. La 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 la. Dạ rồi em cảm ơn Tiểu. Một bài hát là rất hay và đúng, nó rất truyền cảm hứng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc nói chuyện vừa rồi thì chúng ta đã hiểu thêm về cô gái Khánh Vân này và cũng như là được bật mí một chút về những dự định sắp tới của đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Khánh Vân để tiếp sức thêm cho cô nàng trên cuộc thi sắp tới. Cảm ơn Khánh Vân ngày hôm nay đã tới và trò chuyện cùng với cả tạp chí Đời Sống Pháp Luật. Và rất mong là bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và mang về Việt Nam thật là nhiều những niềm vui, những vinh quang. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Vân xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Và một lần nữa thì Vân rất là mong rằng cái hành trình phía trước của Vân chắc chắn sẽ còn rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà Vân tin là nếu như có sự ủng hộ từ tất cả mọi người thì Vân tin là khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được. Cảm ơn rất là nhiều. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.